Wow, trời ơi, bông mùa này tươi tốt quá. Trời ơi, chắc bán được giá lắm này nha. Ủa, hướng dương nhiêu cặp vậy em? Dạ, 500 cặp anh. À, bớt chút đỉnh được không? Dạ, bớt là em mới mở hàng đó, anh coi mua giùm em đi. Em không có nói thách đâu. Thì bớt chút đỉnh thôi. Chút đỉnh là sao anh nói đi. Anh coi Năm được chục em. cặp. Hả? Năm chục cặp. À, cái giá em nói là 500 cặp, anh trả 50 cặp. Ừ, trời ơi, bán không, không bán tôi đi à. Trời ơi, Ê, tôi em đang mới ngán mở chị luôn hàng đó. mà anh coi coi được xíu đi chứ anh nói gì. Thì tôi nói vậy đó, 50 ngàn cặp bán không bán tôi đi. Thôi 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 được rồi được rồi được rồi, em mới mở hàng á anh ơi. Anh Hả? ra giúp giùm em, Nữa khiêng giúp hả? giùm em đi, Khiêng nặng giá xe em tôi nha, khiêng giá nắng xe. quá khiêng ra à. cho khách nè. Nắng quá à. Nắng gì ra khiêng giùm em đi, Ủa, khiêng nặng. sáng giờ khiêng hoài, khiêng hết nổi rồi. Bây giờ anh không chịu khiêng, ai khiêng? Em khiêng đi. Trời, em khiêng hả? Ừ. Vậy mà anh nói anh thương em thấy không? Mà bộ hú nói thương ta đồ rồi lo cho người ta, rồi đi về phụ gia Sao đình. qua nay cái điệp khúc này nhắc đi nhắc lại hoài Tại anh nói vậy mà bây giờ em mới nói, bây giờ anh than thở anh mệt mỏi bởi anh đâu có thương em Sao đâu. anh thấy người ta quay đi làm dễ miền Tây là về nhậu nhẹt đồ ca hát vui lắm, mà Anh sao đi mệt về đây lắm, mà sao mà mệt quá, không có yêu thương gì nữa khiên hết hoa gì cực trơn. quá vậy? Giận nữa hả? Bây giờ anh có khiêng không? Khiên Khiêng thì thôi, khiên thôi mà đừng giận, thôi mà dẹp đi, người không có tình nói nhỏ gì, đừng có giận, không có mà tình nhỏ gì nữa hết người tình trơn. nhỏ đừng Mệt có giận. Này người tình nhỏ, nếu em là chim thì tôi đem bỏ chim nuôi vào lòng. Còn người tình nhỏ, ước mơ gì không, ước mơ gì không. Này người tình nhỏ, nếu anh là cây thì tôi xin nhổ cây đem về trồng. Còn người tình nhỏ, ước mơ gì không, ước mơ gì không. Này người tình nhỏ, nếu em là tranh thì tôi xin để tranh treo đầu giường. Này người tình nhỏ, ước mơ gì không, ước mơ gì không. Này người tình nhỏ, nếu anh là mây thì tôi không để máy bay lạnh lùng. Này người tình nhỏ, ước mơ gì không, ước mơ gì không. Này người tình ơi, tôi gọi người tình ơi, chỉ còn đôi ta trên thế gian không còn ai. Và này người tình ơi, tôi gọi người tình ơi, trọn đời yêu em yêu cánh hoa xinh tuyệt vời. Ôi, chậu này không có bông đẹp nè. Nè, sắp mọc đó. Nè, giờ giao cho khách phải không? Đúng rồi. Hết giận chưa? Đâu ghẹo em vậy chứ anh đâu có làm biếng đâu, anh siêng năng lắm đúng á, rồi giỏi lắm á. Vậy á, thương quá cơ. Rồi giao cho khách đi anh. Nha, đi. Này người tình nhỏ, nếu em là chim thì tôi đem bỏ chim nuôi vào lòng. Còn người tình nhỏ, ước mơ gì không, ước mơ gì không. Này người tình nhỏ, nếu anh là cây thì tôi xin nhổ cây đem về trồng. Còn người tình nhỏ, ước mơ gì không, ước mơ gì không. Này người tình nhỏ, nếu em là tranh thì tôi xin để tranh treo đầu giường. Này người tình nhỏ, ước mơ gì không, ước mơ gì không. Này người tình nhỏ, nếu anh là mây thì tôi không để máy bay lạnh lùng. Này người tình nhỏ, ước mơ gì không, ước mơ gì không. Này người tình ơi, tôi gọi người tình ơi, chỉ còn đôi ta trên thế gian không còn ai. Và này người tình ơi, tôi gọi người tình ơi, trọn đời yêu em yêu cánh hoa xinh tuyệt vời. Này người tình ơi, tôi gọi người tình ơi, chỉ còn đôi ta trên thế gian không còn ai. Và này người tình ơi, tôi gọi người tình ơi, trọn đời yêu em yêu cánh hoa xinh tuyệt vời.
rồi nè, nè tới. Đây 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 tới nè, đây hoa anh nè. Đẹp không anh? Đẹp không? Hoa đẹp dữ ha. Dạ. Em gửi tiền nha anh. Dạ 500. Trời em gửi tiền. Ủa, dạ dạ cảm ơn. Dạ dạ cảm ơn anh nhiều. Mai mai mua ủng hộ nha. Ok ok. Trời mới mua ủng hộ nha. Dạ dạ dạ. Ủa sao? Sao hay vậy? Thì đó, anh phải khác em chứ. Mới trả giá em 50 luôn á. Mình phải biết khách chứ. Đi, anh sẽ giúp em bán hết vườn hoa này. Đi. Ủa mấy trai. Đi người tình nhỏ.